chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 5, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay, Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo nghị quyết phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân và giải pháp phòng tránh ngộ độc botulinum. Trong ngày làm việc hôm nay, 26 tháng 5, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ vừa gửi Quốc hội hôm 23 tháng 5, dự thảo nghị quyết đề xuất 44 cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong 7 lĩnh vực. Mục tiêu là xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày, Quốc hội cũng nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và thảo luận ở hội trường về nội dung này. Nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải vừa giám sát dự án xây dựng quốc lộ 50 và làm việc với huyện Bình Chánh cùng các sở ban ngành có liên quan. Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 có điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tuyến giáp ranh Long An, có chiều dài 6,9 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.250 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện Bình Chánh đã bàn giao 260 trên 598 vị trí, dự kiến sẽ bàn giao 100% mặt bằng vào ngày 30 tháng 6, dự kiến hoàn thành toàn dự án quốc lộ 50 vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường. Vụ việc phát hiện đôi chân người bị cháy gần hết tại một khu đất trống tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Vụ việc được phát hiện vào đêm 24 tháng 5. Theo một số người dân, thi thể gồm hai cánh tay và hai phần chân được bỏ trong một chiếc túi du lịch. Khi bị đốt, chỉ phần ngoài của túi du lịch và phần chân trên bị cháy đen, hai cánh tay nằm ở dưới phần chân nên vẫn còn nguyên vẹn. Các trinh sát hình sự vẫn đang tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm các phần thi thể còn lại, đồng thời trích xuất camera các hộ dân gần đó để điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ đối với Lê Anh Dũng, 51 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Cường, 28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông để điều tra hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo kéo theo rơ móc do Lê Anh Dũng làm tài xế và Nguyễn Thanh Cường làm phụ xe có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép đi qua địa bàn xã Iao, huyện Iagrai. Tiến hành dừng kiểm tra phương tiện, phát hiện 23 lóng gỗ, hơn 23 mét khối chủng loại cơ nia. Tài xế xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các đơn vị công an vừa phối hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các đơn vị lắp đặt hai hệ thống tại ga đi trong nước để hướng dẫn cấp, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên nền tảng ứng dụng VNEID. Dịp này sẽ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho khoảng 2.000 cán bộ làm việc tại sân bay và khách đi máy bay. Với tài khoản định danh điện tử mức 2 trên nền tảng ứng dụng VNEID, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử, giao dịch tài chính, dịch vụ công trực tuyến. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, mới đây ngày 20 tháng 5, vụ việc hai anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi ăn bánh mì kẹp chả lụa của người bán dạo, một người đàn ông 45 tuổi ăn một loại mắm để lâu ngày, bị ngộ độc botulinum gây xôn xao dư luận, khiến cho nhiều người dân cảm thấy lo lắng. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, một gia đình ngụ tại thành phố Thủ Đức mua giò lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì cũng khiến ba trẻ nghi bị ngộ độc botulinum. Có thể nói, thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc botulinum liên tiếp với mức độ nghiêm trọng. Độc tố botulinum gây ra các biến chứng nặng, nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, để cùng lắng nghe nguyên nhân và giải pháp phòng tránh ngộ độc botulinum. Thưa bác sĩ, một số vụ ngộ độc botulinum tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đang gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó thì nhiều vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc botulinum ạ? Cái độc chất này nó được sinh ra bởi một cái loại vi khuẩn, nó gọi là Clostridium botulinum. Cái loại vi khuẩn này thì nó đáng tiếc là nó có mặt ở xung quanh cái môi trường sống của chúng ta rất nhiều, đặc biệt là trong đất, trong cát. Mà như vậy thì chúng ta thấy là cái khả năng nhiễm của từ cái vi khuẩn này nó vào trong các đồ ăn của chúng ta là sẵn sàng có thể gặp ở bất cứ mọi lúc mọi nơi. Thế thì cái đấy là một cái điều rất là đáng ngại khi mà chúng ta chế biến thực phẩm, tất cả các loại thực phẩm chứ không nói riêng một loại thực phẩm nào. Tuy nhiên một cái điều cũng may mắn cho chúng ta là cái loại vi khuẩn này nó không sống trong cái môi trường không khí bình thường như chúng ta đang sống, mà nó phải sống trong một cái môi trường gần như là không có oxy. Một cái môi trường không có oxy là khi mà chúng ta đóng kín tất cả các cái thứ đồ ăn lại, bất cứ một cái thực phẩm nào nhưng mà chúng ta đóng kín đồ ăn lại thì cái đồ ăn đấy nó lại phải dây phải cái nó bị nhiễm cái con vi khuẩn đấy, thì khi mà chúng ta đóng kín lại thì nó sẽ có cái cơ hội để nó phát triển, và khi mà nó phát triển nó tái hoạt lại thì nó từ trong cái trạng thái nó ngủ đông, nó nằm trong đất trong cát và nó hoạt hóa, nó tái hoạt động lại đó, thì lúc đấy nó sẽ sản sinh ra các cái chất botulinum, đúng là chất độc của chúng ta mà chúng ta đang nói. Như vậy thì tiểu chung lại là chúng ta thấy là ở bất cứ đồ ăn nào chúng ta cũng có thể nhiễm cái loại này. Như bác sĩ vừa chia sẻ, nguy cơ nhiễm loại vi khuẩn này tồn tại ở khắp mọi nơi và mọi lúc. Loại vi khuẩn này chỉ cần một môi trường phù hợp, đó chính là môi trường không có oxy để sống là có thể gây hại. Vậy chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn nguy cơ ngộ độc từ vi khuẩn botulinum ạ? Phải có trong từng cái giai đoạn khác nhau. Thứ nhất là cái lúc chúng ta mua các cái thực phẩm tươi sống để chúng ta chế biến. Thế thì trong cái quá trình chế biến đấy thì tất cả những cái dụng cụ chế biến cho đến cái bàn chỗ mình để thức ăn thức uống đó, là mình thấy là phải làm dọn sạch sẽ, phải rửa sạch sẽ tất cả những cái đồ ăn đồ uống kể từ rau củ quả, các cái đồ ăn nó nếu mà chế biến tươi sống được thì tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta phải đóng gói hay là chúng ta phải đóng hộp hay là do cái cách làm chế biến cái đồ ăn đó, thì có một số cái đồ ăn phải gói kín, phải đóng hộp là giống như cả muối, giống như là cá chép muối vân vân. Thế thì tất cả các loại đồ ăn như vậy thì nếu mà trong cái quy trình đóng hộp của một cái nhà sản xuất công nghiệp đó, thì họ thứ nhất là đảm bảo cái vấn đề vệ sinh lúc mà người ta chế biến rồi. Cái thứ hai là sau khi họ đóng hộp, họ đóng kín như vậy thì họ có các cái biện pháp để mà khử khuẩn trong cái quá trình mà bảo vệ cái hộp đồ ăn đó. Theo tôi thấy thì dễ dàng nhất cho người dân thực hiện đó là làm sao để cho cái nồng độ muối của nó cao. Cái con này nó không thể sống được ở cái, nó không thể tái hoạt được ở trong cái điều kiện mà nếu mà cái nồng độ muối của chúng ta là 5%, có nghĩa là giống là 5 gram muối trong 100 gram thức ăn chẳng hạn, hoặc là trong 100 ml dung dịch mà chúng ta muốn pha chế chẳng hạn. Những cái thức ăn gì đấy mà chúng ta thấy là quá hạn sử dụng hay chúng ta để lâu quá chúng ta không nên sử dụng. Và cái giai đoạn thứ ba là lúc mà chúng ta đem ra để mà chúng ta muốn sử dụng. Thế thì sẽ đem ra sử dụng mà chúng ta thấy là nó có các cái hộp thức ăn hay là các cái gói thức ăn của mình tự nhiên nó căng phồng ra hoặc là nó biến dạng. Đó là do cái quá trình mà các cái vi khuẩn này nó phát triển thì nó sẽ tạo ra khí, và cái khí nó sẽ làm cho các cái đồ ăn, đồ hộp bóng kín của mình nó bị phồng lên hoặc là nó biến dạng hoặc là nó thay đổi cái mùi vị thường ngày của nó. Như vậy thì như tôi đã nói là không thể 100% là mình nói loại trừ được. Như vậy thì nếu mà trong các cái đồ hộp đấy mà chưa quá hạn dùng nhưng nó bị biến dạng, nó bị căng phồng lên, nó bị móp méo đi so với lại các cái hình hài lúc ban đầu của nó thì chúng ta cũng nên không nên sử dụng. Và cái nữa là nếu mà khi mà chúng ta bóc ra, khi mà chúng ta mở những đồ đó ra thì nếu mà thấy các cái mùi vị nó không còn tự nhiên nữa
nó có những cái mùi vị bất thường mà mình nghi ngờ, hoặc là nó chảy nhớt, hoặc là bất cứ một cái hình ảnh nào mà mình cảm thấy là nó bất thường thì chúng ta không nên cố sử dụng. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng khuyến cáo để phòng chống ngộ độc botulinum trong sản xuất, chế biến, phải dùng những nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ theo đúng yêu cầu quy định về vệ sinh trong quy trình sản xuất. Chỉ nên sử dụng các sản phẩm, thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường. Thực hiện ăn chín, uống sôi, ưu tiên sử dụng các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Uống Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Cay nóng quá! Nóng trong người! SOS! Uống ngay trà Dr. Thanh, giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Luôn tươi mát mà không lo nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua, báo Pháp luật TP HCM tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc gửi đến đường dây nóng của báo Pháp luật TP HCM. Bạn đọc Phúc Nguyễn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phản ánh lúc có một điểm cờ bạc ở gần vòng xoay An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi báo chí phản ánh thì điểm này tạm đóng cửa và chuyển qua địa chỉ mới ở phường Thuận Giao. Ở địa điểm mới này, sòng bạc hoạt động ngày đêm nhưng chưa có cơ quan chức năng vào cuộc. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Phan Thị Ngọc Mai, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về việc bị một công ty bất động sản chiếm đoạt 800 triệu đồng khi mua đất. Ban đầu, công ty cò mồi khách hàng bán đất ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với giá 850 triệu, nhưng sau đó các nhân viên lại tư vấn mua nhà ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, giảm giá còn 1 tỷ. Khi chị đặt cọc, hợp đồng cọc chỉ thể hiện tiền cọc mà không thể hiện thông tin về giá bán nhà. Chị thắc mắc thì được giải thích đây là suất nội bộ nên không ghi. Sau đó, hợp đồng mua bán thể hiện căn nhà giá trị hơn 3 tỷ đồng. Chị đòi lại tiền cọc thì không giải quyết, trả lời chị nếu không mua nhà là mất cọc. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 26 tháng 5 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.